Anh em có nhu cầu mua quà khuyến mại hãy đến với nướngshop.vn thử vận may quay tay cực nướng. Thế là siết là bắt đầu cái rep zone nó kêu mà. Cái rep zone kêu éo éo hay là cái tiếng tao bảo bo sắp thu ta. Ơ, thằng này không súng. Giơ tay lên. Giơ tay lên. Đi vào đây. Đi vào đây. Con lợn này. À, định mệnh. Có thằng có mồi mà thằng kia mày. Thằng kia nó tay không kìa. Vãi cất thật. Tôi định bắn nhưng mà tôi thấy tay không mà. Đi vào đây. Đi vào đây, mau lên. Mày ơ. Thằng đấy nó nhặt súng xong nó ngắm tơ này. Mày vào đây. Mày chui đây. Ok. À, mẹ có thuộc hạ em ạ. Mẹ vừa thu phục được một thằng thuộc hạ xong. Ngồi im mày thằng khốn nạn. Cái giường nào nghiêng nghiêng ta à, đây đây cái này. Xanh nhờ chớn đà rồi. Mẹ ông xanh cái nhờ. À, mất 4 trái keo rồi nha. Lên trên nữa được không ta? Tôi đặt đây tôi sợ tôi bị rớt xuống quá. Mẹ nó tính hiếp dâm tôi mà. Kêu phải quá. Ấy ạ. Cái gì đây? Phá đá cũ. Fuck you. Tôi phải lên trên ngọn cơ. Phải lên trên ngọn khó lắm. Thấy mẹ rồi. Thấy mẹ rồi. Ôi chị Hằng ơi, mẹ tha em chị ơi. Trời ơi, em còn trinh. Bò đây luôn. Hay quá. Em còn trinh chị Hằng ơi. Em còn trinh. Đúng mà. Em còn trinh chị ơi. Thấy mẹ rồi. Không có gì phật. Giơ một tay.
May quá, không chết đấy. À, có thằng chạy dưới. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp dòng chơi. Ôi mày!